Em xin kính chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của em Trung Đồ Lính nhá. Hôm nay em lên cho mọi người mẫu quần ga trơn, quần ga không vào mông, không vào gối nhá. Đây là gọi là quần ga trơn. Mẫu quần này của nó mặc thì rất là đẹp. Nó là quần ga Tô Châu Trung Quốc, ga dày dặn, ga xanh ánh vàng, càng mặc càng bóng nhá. Càng mặc càng bóng, em vào cận cho mọi người xem. Màu rất là chuẩn đẹp, càng mặc càng bóng càng lì. Nó có cúc bó ống này, em có đủ số cho mọi người nhé. Cúc là cúc lâu bóng này, lâu rồi, lâu bóng rất là đẹp. Nó may như hàng xưa luôn. Đây là hàng ga ga Tô Châu Trung Quốc nhé. Đây em có đủ số từ số 0, số 1, số 2, số 3. Anh nhờ vừa số nào thì báo em. Đây ạ, cúc có 4 cúc tất cả. Cái vải túi ở trong là vải dày nhé, không phải pha ni lông, nó là vải thô cực kỳ dày, nó không sợ bị rách túi này. Hàng đẹp, yên tâm ạ. Mọi người ai thích thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0378 050 027. Nhà em còn có cả quần ga vá mông này, quần ga trơn này, rồi có cả bộ ga nhé, có dép đúc nhé. Anh nào thích thì cứ liên hệ với em 0378 050 027, kết bạn Zalo hoặc gọi trực tiếp cho em. Em bán chiếc quần ga trơn này là 400.000 một chiếc quần nhé. Nếu anh nào thích quần ga vá mông vào gối thì 450.000 một quần, cộng với 30.000 tiền phí ship nhé. Em có số từ số 3 này. Số 3 là người từ 55 cho đến 65 cân. Số 2 là người tầm từ 65-67 cân cho đến 72 cân. Số 1 là người từ 75 cân đến 82 cân. Số 0 thì người tầm 85 cân trở lên cho đến 195 cân là mặc vừa nhé. Anh nào cân nặng bao nhiêu cứ báo cho em. Rồi em xin kính chào mọi người.